Đầu tiên thì con xin giới thiệu thêm con đây là Legend, và hôm nay con sẽ giới thiệu về Vài Trình của con. Vài Trình này là một cái trò chơi kiểu là chúng ta sẽ phải đưa cho mấy con gấu này ăn được cái kẹo này để có thể ghi điểm. Đây ạ. Và khi mà chơi thì sẽ còn có cả nhạc nữa, và nếu mà chúng ta đụng vào cái này chúng ta sẽ vừa có điểm và nó sẽ vừa có thêm cái âm thanh bay, và nếu như chạm vào cái này thì sẽ thua. Và Con cái thấy con giỏ chuột của bạn ý là hình người cậu bé nước. và cái phần con tạo ra cái này thì con sẽ giới thiệu luôn, tại nó khá là dễ. Tiên thì con sẽ lập trình cho con gấu này là có cái từ let's collect candy, có nghĩa là gặp mấy cái viên kẹo trong 2 giây. Thì nếu mà lâu quá, và nó sẽ đi theo con chậu chuột để chúng ta có thể dễ dàng điều khiển nó. Thì cái này thì cái nhiệm vụ của nó chính là trở thành cái chướng ngại vật cho ba con gấu. Và ở đây nếu mà nó chạm vào cái con gấu này thì tất cả thứ sẽ dừng lại, và để hiện nó sẽ ra là cái âm thanh trombone, ví dụ thế. Còn đây cái này nó sẽ là một bộ phận giúp ghi điểm, đồng thời sẽ là thứ mà chúng ta cần phải thu hoạch, và nếu mà chúng ta thu hoạch được thì nó sẽ có được một một điểm như đây. Để có ví dụ ạ. Và cái chữ start này thì nó sẽ chỉ hiện đúng 1 giây rồi nó sẽ ẩn đi để trò chơi có thể bắt đầu một cách dễ dàng. Và với phông nền thì nó góp vai trò đó chính là nó sẽ phát ra bài nhạc để cho thú vị hơn đấy ạ. Và bài thuyết trình của con đây là hết ạ. Rồi, Cảm ơn cô và mọi người đã lắng nghe. cô cảm ơn Thiên Anh nhé. Thiên Anh cứ chia sẻ màn hình ra đi. Thiên Anh thử chơi với chơi một lần để cho các bạn xem nào. Bài của con có khi thắng khi thua không? Đó là cái gấu của trò chơi ạ. À, Cảm sao? ơn các bạn đã lắng Ok. Cô thấy cũng rất là thú vị đúng không nhỉ? Rồi, nào con cứ chia sẻ màn hình ra đi. Khi nào mà cô bảo hoàn thành xong rồi thì mình mới dừng chia sẻ nhá. Để cho các bạn nhận xét nào. Cô mời những bạn khác nhận xét bài của Thiên Ân nào. Cô mời những bạn khác nào. Có bạn nào xung phong không nhỉ? Nếu không có bạn nào xung phong cô sẽ gọi một tên bất kỳ nha. Rồi cô sẽ xin mời bạn Minh Đức nào. Minh Đức có thể nhận xét bài của Thiên Ân được không? Cô không thấy Minh Đức Con trả thua lời à? câu trò chơi của bạn đã làm rất tốt rồi ạ. Và nhân vật con gấu thì bạn đã có ba con chồng lên nhau trong rất ngủ ngáy ạ. À, rồi rồi cô cảm ơn Minh Đức nha. Đúng là bài của bạn Thiên Ân này đấy, bạn đang nghĩ ra trò chơi cũng khá là thú vị đấy và hay đấy. Lúc đầu cô thấy là chỉ có một con gấu, hai con gấu thôi đúng không nhỉ? Rồi tới khi nào mà nó lại xuất hiện được ba con gấu về con, khi điểm lớn hơn mấy hoặc là khi
khi nó ăn được cái gì thì sẽ có ba con gấu chồng lên nhau. Nghĩ là chắc là rau của cô nó lát chậm hơn, là bởi vì cái này nó đã hiển thị từ trước rồi. À vậy hả? Vậy mà từ từ đầu tiên á là cô chỉ thấy có hai con gấu thôi, hai con gấu ở phía dưới chồng lên nhau, rồi xong lại thấy chơi một loạt, rồi thấy lại xuất hiện thêm con gấu nữa. Cô cứ tưởng là là khi mà điểm lớn hơn đến bao nhiêu đó thì sẽ xuất hiện thêm con gấu nữa, tức là cái hình ban đầu của con là con đã tạo hình cho nó là có ba con gấu chồng lên nhau rồi đúng không? Rồi Đúng không ạ? ok. À, bài của bạn cũng khá cái nhân vật của các của bạn Thiên Ân này tạo rất là vui đúng không nhỉ, rất là dễ thương và ngộ nghĩnh luôn. Rồi còn phần thuyết trình của bạn Thiên Ân á là Thiên Ân nói là cũng khá là tự tin này, rõ ràng này, và Thiên Ân đã hiểu được rất rõ bản chất và nội dung của cái sản phẩm mình tạo ra đấy, cho nên bạn đã nói một cách rất là tự nhiên đúng không nhỉ. Tuy nhiên cũng có đôi chỗ là hơi 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 quên một chút thôi, hơi lủng củng một chút thôi, nhưng mà cũng không sao đúng không. Đấy thì là bạn đã tạo được một bài như thế này, gọi là rất là vui ra sáng tạo, rồi lại còn có thêm âm thanh nữa. Là tuy nhiên là cái phần âm thanh là do bạn khi phần chia sẻ màn hình á là bạn không tích vào cái chỗ mà chia sẻ âm thanh, cho nên là chúng ta không nghe rõ được âm thanh. Đấy. Nhưng mà cô đã chơi xem ở cái dự án này, khi mà bạn gửi gửi link lên bài lên lên nhóm ạ, thì cô đã thấy là cũng rất là vui và thú vị. Rồi ok, cô cảm ơn Thiên Ân nhá.